bài đầu tiên là Mem rồi của Gừng Test và Flexicheck. Là một cái sản phẩm khá là nổi trong thời gian vừa qua. Ok. Kiểu retro. Nó là cái phần lyric video. Nó là nghe sao? Thì em sẽ nhường anh ICD nói trước. Đây là một bài nhạc
một bài nhạc thực sự là nó rất là đáng yêu ấy. Và chỉ là có một cái hơi thắc mắc, đó là tức là mình là chưa, có thể là do nhanh quá nên mình chưa kịp hiểu cái độ liên kết của ba verse rap này với nhau, thì là câu chuyện về điều gì, về sự giận hờn, chính xác là giận hờn hay chính xác là đã yêu nhau rồi hay là chưa đến với nhau. Thì cái phần đó thì thực sự là hơi nhanh, thì mình cũng bị cuốn một phần là do lyric làm đẹp quá, video lyric làm đẹp thật, đúng rồi. cứ mãi nhìn theo, xong rồi nhất là phần hook ấy, phần hook rất là hiệu quả luôn. Yeah. Thì mình thực sự là mình ngân nga theo phần hook rất là nhiều, thế là hơi bị lơ đễnh mình chút, không biết là về ba vô rap này thì có điều gì liên kết lại với nhau, thì có thể là mình sẽ nghe lại. Mình nghĩ là mình sẽ nghe lại thôi. Ok. Đó là cái điều mà em cảm thấy hơi thắc mắc, tại vì cái verse của Gừng với Flexi Check, nó cái nội dung của nó thì nghe sơ qua thấy nó kiểu dễ thương, kiểu hai người nam nữ đang kiểu yêu nhau, khá là một cái cuộc tình khá là đáng yêu. Nhưng mà tới verse của Test thì cái nội dung nó lại đi ngược lại, thì nó cũng hơi nhanh quá, nó làm em không kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà nếu mà bây giờ bỏ qua một chút về bài này, tức là mình sẽ không nhắc đến bài này. Nhưng có một điều đó là hiện tại là ở mình không dám nói nhà nước ngoài, này nước ngoài rộng quá. Nhưng mà ở Việt Nam thì đang có một cái xu hướng mới, đó là kiểu làm nhạc mà không liên kết với nhau và gây ra được cái sự buồn cười bằng cái tính không liên kết đấy. Nếu mà bây giờ nếu mà em để ý thì anh em có công nhận điều đấy không? Anh thấy ví dụ một vài bài không? Ví dụ là bây giờ hơi khó, bởi vì như thế là cũng hơi động chạm. Nhưng mà chắc chắn sẽ có, chúng ta sẽ biết được một kiểu lyric, đó là câu này và câu sau nó không hề liên quan đến nhau. Nó không liên quan nhưng mà nó sẽ gắn kết với nhau bằng một cặp vần gì đó, nó đại để là nó rất là buồn cười. Đó là hiệu ứng. Chúng ta sẽ thấy được là ví dụ là đang một bài nhạc nhưng mà xong rồi đá một vài câu như kiểu là sẽ tạo chen từ cái câu đó, nhưng mà vì nó thực sự nó không liên quan đến nhau. Và chúng ta sẽ thấy có rất nhiều chen lyric nhạc rap bây giờ là thường sẽ kiểu giải trí kiểu như thế. Thì đấy là một cái xu hướng làm nhạc, mình không biết là con phê phán nó không, nhưng mà nếu mà thực sự là dùng cái skill này, dùng cái chiêu thức này nhiều quá ấy, thì mình nghĩ là không phải không ổn đâu, không hợp lý cho lắm. Còn mọi người có thể đôi khi mọi người làm nhạc vui vui thì tôi thích thì tôi làm kiểu như thế thì ok, không sao cả. Nhưng mà mình hiện tại mình đang thấy có cái xu hướng làm nhạc kiểu đấy, mọi người làm nhạc và thường không để ý đến nội dung lắm. Quay trở lại bài Mem rồi đi, thì đây là một cái sản phẩm mà làm em khá là bất ngờ về hai bạn Gừng và Test. Tại vì em lần đầu tiên em biết tới hai bạn này là qua chương trình Rap Việt. Và về Gừng thì em không nhớ rõ do quá nhiều thí sinh. Còn về Test thì em ấn tượng, tại vì bạn là thí sinh đầu tiên của chương trình. Và thứ hai là bạn là một người thể hiện trên sân khấu đó như kiểu một người lyrical. Nhưng mà trong cái bài này thì Test lại thể hiện một cái khả năng melody khá là tốt. Melody của bài này nó khiến em khá là bất ngờ, nó rất là cuốn luôn. Về Gừng cũng vậy, thì nó là một cái điều mà khiến em bất ngờ. Và rồi cái thứ hai là về Gừng á, thì Gừng có một cái kiểu nhạc trong cái verse này, cái lyric của bạn khá là đáng yêu, kiểu giống như một tình yêu của hai đứa con nít vậy. Và thì cũng dễ hiểu với cái màu nhạc kiểu như này mà. Kể cả ngay cả cái video lyric này cũng thế, nó cũng nói lên cái tinh thần của bài nhạc ngay từ những cái giây phút đầu hiện lên rồi đó. Và có một cái điều mà Gừng nhắc cho em nhớ là mình phải công nhận một cái điều là năm nay những cái tên tuổi ở thủ đô Việt Nam đang rất là đi lên, như là các anh em bên Rapito hay là GVA vân vân. Và cái điều mà làm em khá là ấn tượng ở những cái bạn trẻ đó là
họ thể hiện rất là rõ cái văn hóa của người Hà Nội ở trong đó, từ lyrics hay là vốn từ và delivery vân vân. Và trong cái verse này của Gần cũng vậy, thì đó là cái điều mà em thấy khá là thích, không chỉ riêng Gần mà cả các bạn rapper từ Hà Nội. Cũng cũng đang có âm nhạc bây giờ cũng đã có một cái mình thật sự là rất mừng, đó là khi mà những cái gì mà gần gũi, ví dụ như là những thành phố ở nơi mình sống, thì không, chúng ta không bị quá như ngày trước là kiểu như là phải một cái thành phố nào đó ngầu như là LA, như là Hollywood hay là cái gì đó thật là ngầu như ở bên Mỹ chẳng hạn. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể tự hào nói về bất kể một cái điều gì mà mình cảm thấy mình tự hào thì mình sẽ nói về điều đấy. Những con phố của mình, cho dù nhỏ nhất, cho dù là nó không phải là con phố hoành tráng, nhưng mà đây là con phố mà truyền cảm hứng cho mình, thì mình sẽ nói nó thôi. Nó sẽ tạo nên một cái màu sắc riêng cho nhạc rap Việt. Wow, đúng. Thì đâu có kiểu như là nghe vơ cũng gần kiểu sao đao cho đường Trần Huy Liệu chẳng hạn, hoặc là trong bài Hà Nội Xịn thì sao đao cho một số cái tên, thì cái tên đường hay là phố gì đó nó khá là hay. Em nghĩ là mọi người nên tiếp tục giữ cái nét văn hóa đó và phát triển nó. Còn về Flexi Check thì em chưa thực sự nghe nhạc của cậu này nhiều, nhưng mà đã từng nghe trước đây và cũng biết được là cái khả năng mà làm nhạc của Flexi Check rất là tốt. Và nhưng mà có một cái điều em khá thắc mắc là không hiểu tại sao tới giờ Flexi Check vẫn chưa thực sự viral. Tại vì em có quay lại và nghe một cái số cái sản phẩm của Flexi thì thấy là thật sự là hay. Thì hy vọng là sắp tới em sẽ gặp Flex nhiều hơn, ý là trên âm nhạc. Nếu mà một sản phẩm em thấy hay ấy, thì mà chưa viral thì chắc là may mắn chưa mỉm cười thôi. Chứ nếu mà may mắn đã mỉm cười rồi thì kiểu gì cũng viral được, yên tâm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang sản phẩm tiếp theo luôn ha. Ok. Đó là Chưa Từng Luyến Tiếc.